Hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu uống nước như thế nào để da vừa đẹp, dáng vừa xinh nha. Xin chào mọi người, mình là Thanh, chuyên viên tư vấn tại thẩm mỹ Sen. Hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu uống nước như thế nào để da vừa đẹp, dáng vừa xinh nha. Rất nhiều khách hàng của thẩm mỹ Sen có tình trạng da khô và nám xuất hiện dày đặc trên bề mặt. Ngoài việc bổ sung các mỹ phẩm chăm sóc da tại nhà, thì việc bổ sung nước cho cơ thể và làn da vô cùng quan trọng. Công dụng của nước đối với da và sức khỏe, có lẽ chúng ta không phải bàn cãi nhiều nữa rồi. Thế nhưng uống nước như thế nào để da vừa đẹp, dáng vừa xinh, lưu ý ngay những tip này của mình nha. Thứ nhất, tạo thói quen uống nước đều đặn trong ngày, đừng đợi tới khi khát nước hoặc khô miệng mới uống. Thứ hai, mỗi lần uống nên uống một lượng nước vừa phải, không uống quá nhiều nước cùng một lúc, nên rót ra cốc để uống. Thứ ba, hạn chế uống nước trong bữa ăn. Thứ tư, lượng nước cần uống mỗi ngày được tính bằng công thức cân nặng nhân với 4 ml, tức là nếu bạn 50 kg thì lượng nước bạn cần uống một ngày là 50 × 40 bằng 2000 ml. Thứ năm, không nên uống nước đã đun đi đun lại nhiều lần, không uống nước đun sôi để quá 2 ngày. Thứ sáu, các loại nước ngọt gaga, đồ uống có cồn, chặt sữa không thể thay thế bằng nước lọc. Thứ bảy, ngoài uống nước có thể cung cấp nước cho cơ thể bằng các loại rau củ như cải thìa, cải xanh, cà rốt, hoặc các nước ép như cà chua, cam, bưởi, táo, lê, dưa hấu. Những loại nước này có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường đề kháng, đẹp da và giữ dáng. Chúc các bạn thành công nha.